Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Mùa cúm chỉ mới bắt đầu ở khu vực Bắc Bán Cầu và các bác sĩ đang kêu gọi những ai lớn tuổi hơn 6 tháng tuổi đi chủng ngừa. Nhưng một số nghiên cứu mới đây cho thấy vaccine có thể có tác dụng nhiều hơn là ngăn ngừa được bệnh cúm. Mời quý vị theo dõi qua tương trình sau đây. Các chuyên gia y tế nói không có bệnh nào giết nhiều người như bệnh cúm. Những người mắc bệnh tim mạch như bà Lori Naylor rất dễ nhiễm cúm. Đó là lý do vì sao mỗi năm bà đều chích ngừa. Tôi xem chích ngừa rất quan trọng, đó là một cách giữ gìn sức khỏe và đảm bảo rằng tôi không bị nhiễm cúm. Bác sĩ nói người có bệnh tim mà bị nhiễm cúm dường như dễ bị nhồi máu cơ tim, suy tim, hoặc đột quỵ. Khi cơ thể chúng ta chống chọi với bệnh tật, sự viêm tấy và lớp màng bám trong động mạch có thể vón thành cục máu đông và gây tắc nghẽn nhưng có vẻ như vaccine ngừa cúm có thể giúp bảo vệ cả những người khỏe mạnh khỏi bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Bác sĩ Jacob Yudell tại bệnh viện thành phố Toronto phân tích số liệu từ các cuộc nghiên cứu trước đây trên gần 7.000 bệnh nhân. Nhìn chung có sự sụt giảm khoảng 33% nguy cơ bị nhồi máu cơ tim đột quỵ và các biến cố tim mạch khác ở những người tiêm ngừa cúm so với những người nhận được giá dược hay chỉ chăm sóc y tế bình thường. Đối với những người mới bị nhồi máu cơ tim gần đây, chích ngừa cúm giảm nguy cơ này đi thêm 50%. Vì vậy, bác sĩ Dao nói việc chích ngừa là không có gì phải đáng đo. Tôi khuyến khích bất cứ ai còn hoài nghi về việc chích ngừa cúm vì bất kỳ lý do nào hay chích ngừa cúm vì nó có lợi ích tiềm năng khác nhìn từ góc độ tim mạch bác sĩ diêu đao nói giờ ông muốn tổ chức một đợt thử nghiệm khác với nhiều mẫu hơn để xem có đạt được kết quả tương tự hay không kết quả phân tích gần đây của ông được xuất bản trong chuyên sang của hiệp hội y khoa mỹ